go! Hello mọi người, hôm nay anh em làm một cái bí mật nhỏ cho vui, cái kỷ niệm anh em trong HKT Vlog. Hôm nay sinh nhật của Tư, anh em tổ chức làm một cái bí mật nhỏ, xem Tư phản ứng thế nào. Mình sẽ không phải trôi nha, mà đây là cái chúc mừng sinh nhật của Tư. Mình làm cái clip nhỏ này ghi hình lại là một kỷ niệm của năm, ôn lại kỷ niệm lại anh em trong team. Bây giờ mình ghi hình Khánh đang đặt cả máy quay với lại thiết bị cách kỷ ở dưới đó, có cái chạp với người nhà để làm cái tổ chức sinh nhật của Tư, cho Tư bất ngờ cho vui với mọi người kìa. Không biết nó hấp dẫn như thế nào không, nhưng mà đây là vui. Bây giờ mình đi xuống nghe, Khánh đòi gọi rồi đó. A few moments later. Tại đâu bộ? Thấy. Tại đâu? Tại đâu? Tại đâu? Tôi anh nói là kìa. Lập đâu rồi? Hai bà chồng đâu? Cái chị kêu hai bà chồng nước đó. Có gì ngồi ở dưới nè. Chứ cái cây này bữa trước em làm rang mà chị đang nhập không được đó. Trên gì? Cái cây YouTube á. Con này nói chuyện nè. Đưa con bé cho ông Lập bầm đi. Rồi ngồi đây ngồi nói chuyện xíu nè. Đấy. Đưa bé mình, người lớn nói chuyện bé ổn á. Lập bầm con bé xíu Lập. Ê chơi nghe. Chứ em làm rang cái cây mà đi đăng nhập không được đâu đó. Con báo má em kìa. Cái má em à? Ừ. Chứ làm gì chứ lợi gì đó. Em đâu có ấy đâu. Đâu làm gì đâu. Hả? Đâu làm gì đâu. Chứ đây bây giờ không vô được luôn đó. Bây giờ ba mắt hết trơn rồi. Đâu em lụm gì cái má gì à. Ủa chứ ra. Hả? Chịu chết. Làm đó. Đem má rồi. Đem má rồi cô ơi. Để chịu chết. Đâu có bấm gì đâu mà vô coi được mà đây không được. Anh vô không được. Vô không được rồi vô thử đi chứ. Em vô được, em vô kênh của mình là vô được mà. Đưa đi Đà Nẵng có đưa ra không? Tụi lô má đi đưa cho em. Hả? Không có. Lỡ bãi. Thành có không? Đâu có thì tao lo tao ngập tao mấy ngày nay ở đó mà tao lộn mấy mà tự nhiên cái nó bố về biết đoạn mấy. Nè. Nè mình đâu có. Nhà đây ông nói điện thoại đây. Đâu, mở lên coi được không? Đây nè, mấy cái vô không được. Happy birthday, happy birthday. 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 Happy mắc ba nghe mọi người thông cảm vì tiếng nổ nha mọi người. Em có tiếp quà tặng chú Tư, khui quà đi. Cảm ơn mấy chú nghe. Chú mấy chú nó đâu nó gặp lại. Chú mấy tông à? Mấy chú chưa mấy tông. Quên à. Không biết cái cái. Bé con đâu. Rồi. Chú Tư khư quà sinh nhật của anh em mọi người. khư bánh đi. Mày đang đi bao nhiêu tuổi vậy? Mày móc rồi Tư. 19 mới đúng. Mình thấy nhà. Chết mẹ số chặt lắc rồi. 31 luôn đi cho nó già chín chán xíu. Hả? Nè mà. Hả? Ủa bên xe rồi. 29 số luôn.
Xe là mọi người xe số. À, anh em à. Xe số. Không vô số à. Lý là 29 sai lần hai số luôn nè mọi người. Xe là xe số không được chứ mà thôi cắt. Đây. Quay nãy nhờ, quay lên nãy à. Quay mưa nén rồi mọi người ơi, quay mưa nén rồi. What the fuck? Quay mưa nén rồi. Không có nén luôn nè. Từ cũng rất là bất ngờ. Em cái này nha anh Từ, Từ mới đi mà Từ rước về để chiêu đãi anh em nè mọi người. Dẫn anh em chúc mừng sinh nhật kiểu mới lạ cho vui trong tiêu trong đợt anh em cũng xin đón cái video mọi người có ý kiến góp ý gì hay thì để lại dưới bình luận phía dưới, anh em tiếp tục sẽ phát triển thêm có nhiều cái hấp dẫn hơn mọi người. Bye bye mọi người. Xin kết thúc video tại đây nha mọi người.